Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Dàn mặt Việt Nam, Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh. Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt là quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ở mức xấu nhất kể từ khi thiết lập quan hệ. Ngày càng có nhiều dấu hiệu trực tiếp hay gián tiếp cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lịch sử. Mới đây, vào gần 3 tháng sau cuộc tập trận hồi tháng 8 năm 2020, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông đã dẫn lời một chuyên gia quân sự, cựu sĩ quan Trung Quốc tiết lộ một tin tức hết sức quan trọng. Đây là hình ảnh tên lửa Đông Phong 17 tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc tại Bắc Kinh, diễu binh lúc 1 tháng 10 năm 2019. Theo đó, hai tên lửa của sát thủ tổ xuất bay mà Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bắn trên Biển Đông trong một cuộc tập trận vào tháng 8 năm 2020 đã bay hàng nghìn cây số, trúng một mục tiêu giả định là một con tàu đang di chuyển ở vị trí gần quần đảo Hoàng Sa. Hai tên lửa đạn đạo Đông Phong 26B và Đông Phong 21D được phóng đi từ tỉnh Thanh Hải ở tây bắc tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc. Theo lời cựu sĩ quan Vương Tường Huệ, hiện là giáo sư của Đại học Bắc Hàng ở Bắc Kinh, hai tên lửa này đã bắn trúng vào một con tàu đang di chuyển ở phía nam quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Ông Vương Tường Tuệ nói như sau: ngay sau đó, một tùy viên quân sự Mỹ tại Geneva đã phàn nàn với chúng tôi và nói rằng điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu như tên lửa bắn trúng một tàu sân bay của Mỹ. Họ xem đây là một sự phô trương lực lượng, nhưng chúng ta đang làm điều này vì sự khiêu khích của họ. Tiết lộ của ông Vương Tường Tuệ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra thông tin chi tiết về vụ phóng hai tên lửa Đông Phong 26B và Đông Phong 21D trên Biển Đông vào hồi tháng 8. Đề cập này được cho là có liên quan đến tuyên bố của Bắc Kinh về việc một nhóm máy bay do thám U-2 của Mỹ đi vào vùng cấm bay mà không được phép trong cuộc tập trận hải quân bắn đạn thật của Trung Quốc ở biển Bột Hải ngoài khơi bờ biển phía bắc nước này. Và đây là cuộc tập trận đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đã trình diễn khả năng tên lửa đạn đạo chống hạm tầm xa thực tế được xác nhận. Tuy nhiên, vẫn có nhiều chi tiết chưa được làm rõ như về mục tiêu giả định, cấu tạo, tốc độ di chuyển của nó bay cách quân đội Trung Quốc điều khiển tên lửa bắn tới mục tiêu như thế nào vẫn chưa được làm rõ. Và không chỉ tiến hành liên tiếp các cuộc tập trận hải quân trên Biển Đông vào tháng 7 và tháng 8 năm 2020, Trung Quốc còn đưa những ngôn từ chiến tranh vào trong các văn kiện của đại hội. Đây là hình ảnh của Hội nghị Toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 khai mạc vào hôm 26 tháng 10 năm 2020 tại Bắc Kinh và kéo dài cho đến ngày 29 tháng 10 năm 2020. Theo nhà quan sát Đinh Trần Quân, Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào tháng 10 vừa qua sau 4 ngày họp kín ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với một thông cáo chung chứa đầy biệt ngữ xã hội chủ nghĩa nhằm vạch ra ưu tiên phát triển của nước này trong tương lai. Tuy nhiên, trong số hơn 6.000 chữ của thông báo đó lại có cụm từ chuẩn bị cho chiến tranh. Cụm từ này xuất hiện trong phần nói về việc tăng cường quân đội và đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Cụ thể, thông cáo cho biết Hội nghị Trung ương 5 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường một cách toàn diện công tác huấn luyện quân sự và chuẩn bị chiến tranh, nâng cao khả năng chiến lược của quân đội để bảo vệ chủ quyền, an ninh và những lợi ích liên quan đến sự phát triển của đất nước. Hội nghị Toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc vào hôm 26 tháng 10 với tuyên bố khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ không để cho các áp lực bên ngoài cản trở mục tiêu trở thành cường quốc, đồng thời đề ra một mục tiêu mới là biến giải phóng quân nhân dân Trung Quốc thành một lực lượng quân sự hiện đại vào năm 2027, đánh dấu 100 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Cũng theo chuyên gia phân tích quân sự Hồng Kông Tống Trung Bình, mục tiêu nói trên có thể được hiểu là đưa quân đội Trung Quốc thành lực lượng hiện đại hàng đầu thế giới và có thể sánh ngang với quân đội Mỹ. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tanda tại Hồng Kông đã ghi nhận sự kiện lần đầu tiên giới lãnh đạo của Bắc Kinh đưa việc xây dựng quân đội vào các mục tiêu phát triển, một động thái chủ yếu nhằm vào việc ngăn chặn sự can thiệp của quân đội Mỹ xung quanh eo biển Đài Loan một cách hiệu quả. Và cụm từ chuẩn bị cho chiến tranh một lần nữa xuất hiện trong một loạt đề xuất của Ban chấp hành Trung ương được công bố mới đây. Đây là hình ảnh ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,
có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 ở Bắc Kinh. Và những đề xuất này đã bổ sung chi tiết cho những thông cáo về kế hoạch 5 năm lần thứ 14 và tầm nhìn 15 năm của Trung Quốc, tức là các mục tiêu phát triển cho năm 2035. Các nhà quan sát về Trung Quốc đã chỉ rõ rằng đây là lần thứ 2 trong hơn nửa thế kỷ qua cụm từ chuẩn bị cho chiến tranh mới lại xuất hiện trong một bản quy hoạch phát triển 5 năm của Trung Quốc. Và lần xuất hiện gần đây nhất của cụm từ này là trong kế hoạch 5 năm lần thứ 3 1966-1970 của Trung Quốc, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông kêu gọi nước này chuẩn bị cho chiến tranh và nạn đói. Những năm 1960 là giai đoạn căng thẳng khi quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bị cắt đứt và Trung Quốc cũng đang có xung đột biên giới với Ấn Độ. Và sự xuất hiện của cụm từ này trong văn kiện của Hội nghị Trung ương 5 lần này, cùng với điều mà một số nhà phân tích đang nhắc tới là thời hạn mới để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc trước dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập vào năm 2027, cũng là dấu hiệu cho thấy có sự thừa nhận rộng rãi trong số các lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc về mức độ xấu đi của môi trường bên ngoài và việc quân đội Trung Quốc cần khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh. Bên cạnh đó, trong các bài phát biểu của nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc Tập Cận Bình, thời gian gần đây cũng đã gửi đi nhiều thông điệp quân đội sẵn sàng cho chiến tranh. Đây là hình ảnh lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào hôm 23 tháng 10. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 23 tháng 10 đã đưa ra cảnh báo trước các kẻ xâm lược tiềm tàng về ý chí và quyết tâm quân sự của Bắc Kinh. Lời cảnh báo này được đưa ra nhân dịp ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm trọng thể 70 năm Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Trong tràng vỗ tay tán thưởng của hàng ngàn quân nhân và cựu chiến binh, Tập Cận Bình phát biểu như sau: sau một cuộc giao tranh ác liệt, quân đội Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã đánh bại đối thủ được trang bị đến tận răng và phá tan huyền thoại về sự bất khả chiến bại của quân đội Mỹ. Ông Tập còn nói thêm là Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên khi chủ quyền bị đe dọa và sẽ không bao giờ để bất kỳ quân đội nào xâm lược hoặc chia cắt đất nước. Theo hãng tin AFP, phát biểu này là nhằm ám chỉ Đài Loan và Mỹ. Chiến tranh Triều Tiên là cuộc xung đột đầu tiên và cho đến nay vẫn là xung đột duy nhất mà quân đội Trung Quốc và Mỹ giao tranh trực tiếp với nhau. Tại Trung Quốc, cuộc xung đột với Mỹ vẫn được coi là cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của Mỹ và viện trợ cho Triều Tiên. Cho đến nay, Bắc Kinh vẫn là đồng minh thân thiết nhất của Bình Nhưỡng. Hiện giờ, quan hệ của Trung Quốc với chính quyền Mỹ Donald Trump đang ở mức xấu nhất. Nhiều nhà bình luận cho rằng Tập Cận Bình tận dụng lễ kỷ niệm này để phát đi cảnh báo ngầm với Washington về sức mạnh mới của một Trung Quốc mới. Và không chỉ phát đi cảnh báo với các siêu cường đối địch, lễ kỷ niệm này cũng là thời kỳ duy nhất trong lịch sử mà các lực lượng của Trung Quốc chiến đấu chống lại các lực lượng Mỹ còn nhắm vào kích động tinh thần chiến tranh nhân dân trong cả nước. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đặc khu Thẩm Quyến, được tổ chức ở thành phố Thẩm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 14 tháng 10. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát động một đợt tuyên truyền với các cuộc phỏng vấn cựu chiến binh được phát sóng vào khung giờ vàng trong cả tuần ngay trước thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm. Bộ phim hành động mang tên Sự Hy Sinh được các đạo diễn có tiếng của phim trường Trung Quốc dàn dựng với nội dung miêu tả một quân đội Trung Quốc cản trở bước tiến của binh sĩ Mỹ trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 10 năm 2020. Alice Kaiban, nhà phân tích chuyên về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu An ninh của Liên minh châu Âu, cho biết ông Tập Cận Bình đang kích động tinh thần chiến tranh ở phạm vi nhận thức rộng lớn. Và trong chuyến tham quan một cuộc triển lãm chiến tranh Triều Tiên ở Bắc Kinh, ông Tập cũng đã kêu gọi người dân Trung Quốc giữ vững niềm tin vào chiến thắng cao cả của họ và đánh bại mọi kẻ thù. Một lời kêu gọi cũng được coi là một thông điệp rõ ràng nhắm đến Mỹ. Trước đó, nhân dịp lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đặc khu kinh tế được tổ chức tại Thẩm Quyến vào hôm 14 tháng 1. Trong khi tiến hành kiểm tra lực lượng thủy quân lục chiến Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng nhắc nhở rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, đáng tin cậy và phải tập trung mọi suy nghĩ và lực lượng vào việc chuẩn bị cho chiến tranh và phải cảnh giác cao độ. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi quân đoàn thủy quân lục chiến của quân đội Trung Quốc đẩy nhanh việc nâng cấp khả năng chiến đấu để tạo ra một đội quân hùng mạnh với những người lính thiện chiến được tích hợp đầy đủ và linh hoạt trong hoạt động, phản ứng nhanh và có khả năng chiến đấu
trong các điều kiện phức tạp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 10, 1 năm 2020 với bản tin Dàn mặt Việt Nam, Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.